Chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Zan X ATX 610. ATX 610. Giá con xe này mình đang được bán với giá là 5.450.000, 5.450.000. Con này sử dụng khung sườn nhôm phục nhúng. Xe được trang bị hai thắng đĩa cơ. Xe là 3 đĩa 7 líp, giá 5.450.000. Một cái giá rất hợp lý nha các bạn nha. Xe thì hàng được bảo hành chính hãng bởi công ty Zan. Mã của con xe là ATX 610. Bây giờ mời các bạn xem qua hình dáng con xe. Giá xe mình đang được bán với giá chỉ có 5.450.000, 5.450.000. Màu sắc là màu đen đỏ, Zan chính hãng, Zan ATX 610. Đây là cái thùng của con Zan. Đây là cái thùng của con Zan nha các bạn nha. Sau khi mình ráp, nó là ATX 610 mã S nha các bạn nha, mã là mã S. Có 610 thường, này 610S. Phần ghi đông con này là ghi đông nhôm. Hai thắng, xe được trang bị hai thắng đĩa cơ. Tay đề Shimano 37, 3 đĩa 7 líp. Shimano 37, kiểu dáng rất đẹp và sành điệu. Giá xe chỉ có 5.450.000, mã Zan ATX 610S. Tay đề Shimano 3 đĩa 7 líp. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676 hay tới địa chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Alo số điện thoại trên. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Giá xe đang được bán với giá 5.450.000, ATX 610 phiên bản mới nhất, Zan ATX 610, hàng chính hãng của công ty xe đạp Zan, bảo hành chính hãng bởi công ty xe đạp Zan luôn. Size vỏ con này là size 26 x 1.95 quá. Không thấy để 26 x 1.95, đúng rồi. Size 26 x 1.95. Mã là Zan ATX 610. Cuộc nó cũng có in mã ở đây nha các bạn nha. Cuộc lò xo. Đi ra đi con, đang quay phim mà. ATX 610. Thật sự con cu này á, mình không có tạm bữa mình để như vậy á, nó tự nó vô nhà luôn nên giờ phải căng nó. Đi về đi mẹ kêu kìa. ATX 610. Bữa mình đi tắm mình để chìa khóa vậy á, mình quên khóa cửa, ảnh chạy vô nhà luôn nên bây giờ mẹ nó dặn mình là phải căng với nó, cứ nó vô là phải đuổi nó về, dạy cho nó bớt có giống như lờn mà. Chứ nó cứ bữa mình để khóa, mình khóa cửa, nó nhảy vô nhà mình, nó vô nhà mình nó quậy luôn, tự ý vô nhà. Mẹ nó nói là cứ nó ra là cứ đuổi thẳng nó về. Mẹ nó là cái cô mà ve chai hay lấy đồ của mình, hay lấy mấy cái thùng giấy. Đẹp nha các bạn.
Tony. Xe được trang bị 3 đĩa. Vỏ là Innova. Vỏ trước vỏ sau con này hiệu Innova. Innova là hàng thương hiệu cũng khá quen thuộc rồi. Cùi đề đĩa con này là Shimano Tony. Lip lip 3. Lip là lip 7 nha, lip 7 Shimano. Lip 7 Shimano, cùi đề lip là Shimano luôn. Xe được trang bị 3 đĩa 7 lip. Màu sắc là màu đen đỏ. Giá xe mình đang bán với giá chỉ có 5.450.000. Bán nhiều quá không phải nhớ giá lại. Con này dòng mới là mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. ATS 610. Giá mình bán chỉ có 5.450.000. 5.450.000 Zan ATS 610. Giá xe là 5.450.000. Màu sắc là màu đen đỏ. Xe được trang bị 3 đĩa 7 lít. Zan ATS 610.